Bấy giờ là mùa nắng, trời trong xanh. Phật đang sắp sửa đi du hành thì có sứ giả của vua A Xà Thế tới. Sứ giả là quan đại thần Vatsakara, một người thuộc giai cấp Bà La Môn. Ông được lệnh vua tới đảnh lễ Phật và cho Phật biết chủ định của vua và triều thần muốn cử binh đi đánh nước Vachi ở phía bắc sông Hằng. Vua muốn được nghe phản ứng của Phật và đã dặn vị đại thần ghi nhớ tất cả những gì Phật sẽ phát biểu về vấn đề này. Trong khi Phật tiếp quan đại thần Vatsakara, Đại Đức Ananda đứng sau lưng Phật và quạt cho người. Phật xoay lại hỏi thầy: Này Đại Đức Ananda, thầy có nghe dân Vachi thường hay hội họp đông đảo để bàn bạc về chính sự không? Đại Đức Ananda đáp: Thế Tôn, con nghe nói dân Vachi rất chuyên cần hội họp và hội họp rất đông đảo để đàm luận về chính sự. Vậy thì nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Ananda, thầy có biết khi họ hội họp với nhau, họ có bày tỏ sự hòa hợp, đoàn kết và có một lòng một dạ với nhau không? Bạch Thế Tôn, con nghe nói họ rất hòa hợp và đoàn kết với nhau. Vậy thì chắc chắn nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Ananda, dân Vachi có tôn trọng và có sống đúng theo những pháp chế đã được ban hành không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất tôn trọng những pháp chế đã được ban hành. Vậy thì chắc chắn nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Ananda, dân Vachi có còn biết tôn trọng và nghe những lời của bậc tôn trưởng của họ không? Thế Tôn, con nghe họ rất biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ. Vậy thì nước họ vẫn còn cường thịnh. Đại Đức Ananda, thầy có nghe trong xứ của họ có những vụ bạo động và hãm hiếp không? Bạch Thế Tôn, những vụ bạo động và hãm hiếp ít bao giờ xảy ra ở xứ họ. Vậy thì nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Ananda, thầy có nghe dân Vachi còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ vẫn còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ. Vậy thì Ananda, nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Thầy con nghe là dân Vachi biết tôn kính cúng dường và chịu học hỏi theo các hàng tu sĩ đạt đạo không? Bạch Thế Tôn, cho đến ngày nay họ vẫn tôn kính cúng dường và học hỏi với các vị tu sĩ đạt đạo. Ananda, vậy thì chắc chắn nước Vachi vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy đồi. Ananda, ngày xưa Như Lai đã từng có dịp chỉ dạy cho giới lãnh đạo ở Vachi về bảy yếu tố giữ gìn cho quốc gia không suy thoái, gọi là thất bất thoái pháp. Đó là chuyên cần hội hợp, hòa hợp và đoàn kết, tôn trọng pháp chế đã ban hành, tôn trọng và nghe lời các bậc tôn trưởng, không bạo động và hiếp đáp, biết bảo vệ tông miếu tổ tiên và tôn kính các bậc đạt đạo. Ananda, thì ra họ vẫn còn thi hành bảy phép bất thoái ấy. Như Lai tin rằng quốc gia Vachi vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy nhược, và do đó Như Lai nghĩ rằng nước Ma Kiệt Đà không thể đánh chiếm được nước họ. Đại thần Vatsakara bạch: Thế Tôn, dân Vachi chỉ cần thực hành một trong bảy phép đó thì cũng đủ làm cho nước họ cường thịnh rồi, huống hồ là họ thực hành cả bảy phép. Thế Tôn, con nghĩ vua A Xà Thế không thể thắng được dân Vachi bằng sức mạnh vũ khí đâu. Vua chỉ có thể thắng họ nếu vua gieo được sự chia rẽ trong giới lãnh đạo của họ. Thế Tôn, con xin cảm tạ người, con phải về lo công việc. Sau khi đại thần Vatsakara từ giả, Phật than thở với Ananda: Vị đại thần này có nhiều mưu trước lắm. Như Lai ngại là trong tương lai vua A Xà Thế sẽ cử binh đánh chiếm nước Vachi. Chiều hôm ấy,
Phật nhờ Đại Đức A Nan Đà đi triệu tập tất cả các vị khất sĩ có mặt ở thủ đô Dương Xá và trong các vùng phụ cận về núi Thứ. Chỉ trong vòng 7 hôm, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ trong vùng đã quy tụ về đầy đủ. Gần 2.000 vị đã về tới. Màu áo cà sa làm vàng trực cả năm ngọn đồi của Linh Thứ. Đến giờ đại hội, tất cả đều quy tụ về sân trước của giảng đường. Đại chúng được triệu tập đông đủ. Phật từ tình thức thông thả đi xuống. Người bước lên pháp tọa cao, đưa mắt nhìn đại chúng. Phật mỉm cười và nói: các vị khất sĩ, Như Lai sẽ chỉ dạy cho các vị 7 phương pháp để giữ gìn cho chánh pháp và giáo đoàn không bị suy thoái. Các vị hãy lắng nghe. Thứ nhất là các vị nên thường xuyên gặp mặt nhau trong những buổi hội họp đông đủ để học hỏi và luận bàn về chánh pháp. Thứ hai là các vị tới với nhau trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết, và chia tay nhau trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Thứ ba là cùng tôn trọng và sống theo giới luật và pháp chế một khi những giới luật và pháp chế ấy đã được ban hành. Thứ tư là biết tôn trọng và vâng lời các bậc trưởng lão có đạo đức và kinh nghiệm trong giáo đoàn. Thứ năm là sống một nếp sống thanh đạm và giản dị, đừng để bị lôi cuốn vào tham dục. Thứ sáu là biết quý đời sống tĩnh mặc. Thứ bảy là biết an trú trong chánh niệm để thực hiện an lạc và giải thoát, làm chỗ nương tựa cho các bạn đồng tu. Này các vị khất sĩ, chừng nào mà các vị còn thực hành được 7 điều ấy, gọi là 7 phép bất thối, thì đạo pháp còn hưng thịnh và giáo đoàn không bị suy thoái. Không một yếu tố nào bên ngoài có thể phá hoại được giáo đoàn. Chỉ có những phần tử từ bên trong giáo đoàn mới có thể làm cho giáo đoàn tan rã mà thôi. Các vị khất sĩ, khi con sư tử chúa của mọi loài ở chốn sơn lâm ngã quỵ, không có một loài nào dám đến ăn thịt nó. Chỉ có những con trùng phát sinh từ bên trong thân thể của sư tử mới ăn thịt được sư tử mà thôi. Các vị hãy bảo vệ chánh pháp bằng cách sống theo 7 phép bất thối. Đừng bao giờ tự biến mình thành những con trùng trong thân thể của con sư tử.